nhân dịp lễ Labor Day ở Mỹ, tức là ngày lễ lao động đó, mọi người đa số là được nghỉ làm trong ngày này. Ella của mình cũng sắp vào học nên là mình nhân dịp này để cho hai em nhà mình đi chơi luôn. Nhà mình sẽ có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Thứ 6 nhà mình đi và chủ nhật nhà mình về. Đây là bắt đầu ngày đầu tiên, là sáng thứ 6 là mình sẽ cho hai em ấy ra biển chơi trước rồi về khách sạn nhận phòng sau. Tại vì khách sạn ở đây 2 giờ chiều mình mới được nhận phòng. Hồ bơi đằng sau hả? Cái này của ai đấy? Của Trà My mới cho em là. Ở bên kia đó là cái gì anh nhỉ? Cái chỗ trò chơi như phải mua vé em ơi. Tức là cái chỗ đó là cái chỗ tổ chức của người ta phải mua vé mà. Cho em mà vô với con. Sao để em mà ngoài vậy, tội nghiệp vậy. Em mà ơi, vô đi con. Cho em mà vào chơi với. It's the fitness room. Because I want to. Mình chập hai giường cũng không được, tại nó vướng cái ở giữa đó. Bà ngoại đâu? Bà ngoại phải hả? Đi gì đó? À, đất mẹ mình lục đất đó hả? Ok, ok. Cởi giày kìa, cho lên kìa. Mẹ xin lỗi nha, không có hiểu con gì hết à. Mẹ xin lỗi nha. Đây, gỡ cái này ra luôn không? Gỡ cái này ra cho nhẹ nha. Ừ, gỡ ra. Ê, em nè. Anh Hoài nói chứ phòng gì mà
À, kẹo của người cũ còn ở đâu rồi còn? Bảo Trà My mới cho. Ở đâu ra? Trời ơi, có cái này. Có cái này à? Hơi bị bự ha. Ừ, em thấy tiện quá. Nó có tí cho tụi nó ra chơi chơi cũng được kìa. Đó, chơi nó. Hả? Bà đeo họ leo lên hả? Khổ. Thấy nó rồi. Té đấy. Mọi người xuống hết rồi kìa, xuống đi con. Bảo lẩu ăn ở trong khách sạn thôi mang ra đây ngồi. Hai người đẹp lên. Em ăn rồi, cảm ơn chị. Em nhìn ở ngoài nó giống như cái bãi gì nhỉ? Cái cây gì nhỉ? Cái bắp hay cây mì á? Giống như đậu phộng hay là đậu nành. Vậy hả? Hay đậu phộng đậu nành chứ không phải. Ở đây cho trồng cái đó, thì như mùa này đang trồng cái chỗ mà người ta đi biển đó hả? Đi trên đường đi ra đó. Em nhìn em tưởng nó bắp á. Không, có chỗ bắp nhưng mà có chỗ đậu nành. Ờ. Đậu nành hay là đậu phộng gì hai cái cây đấy, cây này đó trồng. Đây thì nhà chỉ có ăn, chưa bao giờ nhìn thấy cái đậu phộng. Đậu nành cũng trồng, phộng trồng. Ở đây cái chỗ ăn sáng lý tưởng á chứ, nhìn ra ngoài cửa kính, bên kia là cái shopping center. Ừ, outlet hả? Ồ. Ồ, outlet. Vậy mai mình qua đi mua đồ được này ha. Cũng được. Đéo là, đéo là. Không có đụng tay vào bên này. Bên này nè con. Hit number one. Hit number one. Hit number one. One. Bỏ tay ra đó mới ấy được anh. Anh bỏ tay ra. Nhà mình đi biển xong về khách sạn nhận phòng, ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi bây giờ nhà mình sẽ đi ra ngoài biển để đi dạo. Ở bên này gọi là đi ra bao quát đó. Sẵn ở trên cái bao quát này nó có cái khu trò chơi dành cho các em, mình sẽ mua vé cho các con mình chơi ở đây luôn. Eo là nhà mình nó đi biển là thích chơi trò chơi ở đây lắm. Năm nay là có thêm em mà nữa chắc là sẽ vui lắm. Mình đi bò quát đó con. Đó mọi người đi bò quát kìa, con nhìn thấy mọi người đi bộ không? I don't know if we're talking about Grotto Pizza or the taffy or whatever it is. One more time, come on. I lied, now one more time. Me though.
đi chơi ở ngoài bo quắc về các em đói, nên là bây giờ ăn pizza nè. Pizza hôm nay bác Tĩnh mua cho, ăn tối xong rồi đi ngủ. Ngủ dậy là sáng hôm sau nhà mình dậy ăn sáng rồi sẽ đi thôi, đừng chạy nha các con. Đi ra ngoài biển chơi tiếp. Biển hôm nay thì mình đi cái biển khác ngày hôm qua. Cái biển ở đây thì các em có thể vừa chơi cát được nè, rồi vừa treo xuồng được. Rồi ở đây có ốc nhiều lắm, có thể bắt về ăn luôn. Ở đây là mình đang quay cái máy làm bánh nè. Mình ấn cái nút này xuống cái là bột nó tự chảy xuống, rồi nó tự chạy chậm chậm á, nó dẹp cái cục bột xuống, nó cán mỏng ra, rồi nó cái hai cái thanh sắt cán xuống thì nó nóng á, nó làm cho cái bánh nó chín luôn. Cái bánh này eo là thích ăn lắm, tại nó mềm mềm á, mà nó pha cũng vừa phải, nó có cái độ ngọt béo thơm ngon lắm. Cái này ai mà thích ăn ngọt nhiều thì có thể cho thêm mật ong á, như mình ăn là mình thấy vừa mới ăn được á. Trên đường đi ra biển thì mình có đi qua những cái cánh đồng mênh mông trồng cái này là đậu nành á. Bây giờ mình đang là get line để đi vào biển nè. Đi cái biển này thì mình phải đóng tiền nha. Mình ở ngoài cái tiểu bang này thì mình bắt 10 đồng, còn nếu mà ở trong bang này thì chỉ mất có 5 đồng thôi. Nay trời mát quá, hôm qua lạnh lắm, rồi gió lạnh. Đưa đây, bỏ đây nè, bỏ đây nè. Thằng Nam với người Tư đâu? Đó, nó đi đồng ý kia kìa. Thì đưa cái này cho nó chèo đi. Nói sao sao biết cái phần kia kìa. Tôi ai nhìn thấy nó nằm chỗ nào đó trời. Kìa đó. Bằng kiến là thấy không? Ê, 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 chầm đi. Không có thể. Nó vô kìa. Ai biết đi đâu ngoài đó đó. Nó có cái cọng dây ở dưới háng nữa đó. Kệ nó, ship cho nó. Kéo kéo nó lên mày. Trời ơi. Đi đi, mày đi. Mày làm đồng nha mày. Chỉnh sửa cho đẹp đẹp ra hoang. Để gì kìa. Quá là đẹp rồi đó. Bên hông hơn cửa. Sao em cột tóc lên cho mát rồi để tóc mặt mà. Có cột đó chứ mà, cái mũ á cái nó làm cho sẹt sẹt xuống. Bận không? Đây. Bà dễ thương quá bà ơi. Bà đây, bận cho mau. Ai tới đâu mình cũng tới đó thôi mà. Đó, coi kìa. Ô, mày coi. Hai mẹ con bà lên, giờ lên trèo luôn rồi. Daddy ơi, em mà đi với Daddy kìa. Mày ơi, mày. Không. Bố mày cũng rầu với hai đứa mày luôn. Muốn enjoy mà phải đu theo con. Ủa đây eo là đâu? Eo là nó ngồi ở trong với cái lên cao quá đâu nhìn thấy đâu. Lên lên lên, chèo kiểu gì mày lên. Nó khó chèo lắm, tại nó bự cái này nó hẹp đó. Đứa nào mà chóng mặt lên bắt lên mày lo hồn nó ra hết. Con sủa
đi biển về thì nhà mình đi tắm rửa rồi cùng đi lễ. Đi chơi vẫn không quên ngày lễ Chủ nhật nha. Lễ hôm nay thì nhà mình đi cái nhà thờ này gần biển lắm. Cái nhà thờ này khá nhỏ nên là không có chỗ đậu xe nha. So they're not the next service you can, this one's blocked off because the president's going to do it right now. Oh, okay. So, yeah, fortunately. All right. All right, thank you. The puppy lab open now. Screen you and then they'll let you in, okay? You have to cell phone key wallet. We have to check the bag. We have to carry pocket. Yep. Okay. We have to check. She will come out of there. Yes. You want to take a screen here. Hôm nay là nhà thờ này hôm nay có tổng thống đương nhiệm Joe Biden đi nè, nhưng mà hình như là mà đột xuất ông ấy đến nên là không có báo trước hay sao á, nên là nhà thờ cũng không có đông người đến lắm, mà hai bên đường á người ta biết là có tổng thống đến á, kiểu như là lúc mà họ đưa cảnh sát đến nhiều rồi chặn đường rồi chó săn rồi các máy quay phim rồi này kia tới á, rồi họ thông báo là có tổng thống đến đi lễ nên là mọi người dân ở đây tụ tập á, đứng lớn chờ để xem cũng đông lắm. Nhà mình đi lễ hôm nay là làm trước khi vô cũng phải bị xét á, mình được bao nhiêu cái máy quay phim chĩa vô rồi mới được vào. Hi, how are you? Thank you. Có ai nhìn thấy tổng thống đang đi xuống không? Ở bên ngoài nhìn ông ấy cũng phong độ rồi cũng đẹp lẽo lắm nha. Mà tổng thống ở bên này thấy có vẻ gần gũi với người dân lắm. Đó, tổng thống ngồi bàn cuối nè. Ngồi phía sau mình có 2-3 bàn nè. Lễ xong là mọi người vẫn còn đứng dòm nè. Đây là mấy cái xe quay phim á, họ quay phim mà tổng thống đến nè. Thấy chưa chú Hoài, thấy bốn cái to này của mình bắt đấy nhá. Hôm nay mình có license bắt đằng này đó nha. Ngon thì sao đây con, cái bốn gì? Bốn con bự. No, dưới đây nè. Nhưng mà cái này á, ủa không có nước sao con? Mình chưa cho nước mà. Ủa nước dưới rồi. Sao mình lấy có đũa. Có đũa. Lấy cái đũa thọc vô mình. Có đũa ngoài xe tí ra xe. Mấy mẹ mất gì vậy? Ờ không có gì. Mượn 20 thằng này mượn 20 tí kêu bố trả ok. Đi lễ về rồi nhà mình ăn tối. Mọi người cùng ăn tối đến khuya luôn, vừa ăn vừa chơi. Cái thứ 12 giờ đêm luôn. Ngủ dậy rồi bây giờ nhà mình đi xuống ăn sáng. Ba Âu Là thì coi mấy đứa nhỏ cho tụi nó bơi rồi trả phòng. Rồi nhà mình lại tiếp tục ra cái chỗ bò quắc á, có cái chỗ playground cho mấy đứa nhỏ chơi tiếp rồi mới về.
Chơi về thì nhà mình chạy thẳng về villa ghé ăn tối tại vợ gà Thanh Thanh rồi mới về. Về nhà thì nấu nướng nó thì mệt lắm. Hôm nay là sáng thứ hai này, hôm nay mới đúng là cái ngày lễ nè. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mình đi chơi trước. Hôm nay thứ hai lễ thì nhà mình cũng chưa có đi làm, cũng không có nấu nướng gì hết. Cả nhà dẫn nhau đi ăn trưa, tại ngủ dậy cũng trễ đó nên là đi ăn trưa luôn. Ăn trưa tại nhà hàng Sanki gần nhà. Sau đó thì nhà mình đi mua dụng cụ học tập cho Eo Là. Ngày mai thứ ba Eo Là chưa có đi học, thứ tư Eo Là mới đi học. Nhưng mà thứ ba hai vợ chồng đã phải đi làm rồi. Mà đi làm bên này về trễ lắm. Mình về là phải 7 giờ mấy 8 giờ mới về đến nhà. Nên là sẽ không có kịp. Nên là hôm nay đi mua rồi sẵn đi chợ luôn. Nhìn em mà đẩy cái xe thấy thương quá.